Chào các bạn, Venom đối mặt tử thủ Carnage vừa ra mắt còn đang nóng bỏng. Quả nhiên là một bộ phim hấp dẫn không thể nào không xem đến cuối. Nếu không kể đến dịch bệnh, thì các bạn nên ra rạp xem để thưởng thức trọn vẹn âm thanh và hình ảnh nha. Câu chuyện bắt đầu tại nhà thương điên năm 1996. Cletus và cô gái Naomi là một cặp đôi tâm thần yêu nhau. Đột nhiên một ngày bác sĩ mang cô gái Naomi đi nơi khác. Điều này đã kích động Cletus tột độ. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến hắn giết người hàng loạt sau này. Phía Naomi có khả năng tạo ra tiếng thét cực lớn, khiến cảnh sát phải nổ súng mù mắt cô ta. Quay về với hiện tại 2021, Naomi vẫn được giam trong một phòng cách âm đặc biệt. Đột nhiên hôm nay cô nhận được tờ báo nói rằng bạn trai cô phải tử hình, chỉ vì cái tội giết người hàng loạt vô cùng tàn nhẫn. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nam chính Eddie phần này cũng vẫn ở cùng Venom, mà con quái vật vui tính chỉ rình mò cắn trộm người khác. Venom vốn có một cái tính nóng nảy hơn cả bà bầu, nên suốt ngày hai người cãi nhau như mèo với chó. Hôm nay Eddie nhận nhiệm vụ phỏng vấn tử tù Cletus, để tìm hiểu vì sao hắn lại dã tâm ra tay sát hại nhiều người. Cletus ra điều kiện sẽ tiết lộ hết nơi giấu các xác chết, miễn là Eddie đăng thông điệp của hắn lên trang nhất 24 giờ. Tất nhiên việc này đối với Eddie là không thể, truyền bá tư tưởng của hắn khác gì nối giáo cho giặc. Đang băn khoăn thì bất chợt Venom kéo Eddie quay sang, nhìn các bức vẽ kỳ quặc của hắn trên tường, rồi lập tức về nhà Venom biểu diễn hội họa như Picasso, điều khiển Eddie vẽ lại y hết các bức hình trên phòng giam lúc nãy, mà quả nhiên nó trùng khớp với một địa điểm ngoài đời, và chính xác đó là nơi hắn giấu xác các nạn nhân. Nhờ Eddie tìm ra manh mối quan trọng mà thẩm phán ra lệnh tử hình Cletus sau nhiều lần chỉ hoãn, khiến tên này cực kỳ căm hận Eddie. Sau việc này Eddie cũng liền được thăng chức mới. Vậy mà Eddie không khao cho Venom một cái đầu nào để nhai sống, suốt ngày bắt ăn bim bim với mì tôm sống khiến Venom phát rồ. Tao thực sự không thể sống như thế này nữa. Venom chỉ muốn ra ngoài nhai đầu bọn cướp làm siêu anh hùng, thỉnh thoảng tán gái đẹp còn mút mát được tí, chứ cái ông Eddie này suốt ngày quay tay nghĩ nó chán thấy mồ. Venom nhất định phá đám cho Eddie không làm việc nổi. Eddie đành phải ra tiệm bách hóa xem có kẻ cướp nào để nhai đầu. Khốn nạn thay, dạo này các giang hồ về nhà bán hàng online hết, chả có thằng nào lang thang để mà nhai đầu. Kết quả là Eddie phải dẫn Venom đi ăn trộm gà nuốt sống, lúc thở ra toàn là lông gà. Đang phát khùng thì bất chợt Venom nhìn thấy kẻ xấu, con vợ Venom sung sướng như kiểu trúng lô, lập tức kéo kẻ cướp chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ngon lành. Không ngờ Eddie phản đối quá mạnh mẽ khiến Venom đành phải vứt đi. Đúng lúc này bạn gái cũ Anna điện hẹn gặp. Với cái đầu óc đen xì lập tức Venom đồng ý với hy vọng được nướng củ khoai. Không ngờ đến nơi lại thấy bạn cái đeo nhẫn chuẩn bị mời cưới. Chắc có lẽ chỉ có bàn tay mới mang lại hạnh phúc được cho Eddie. Anh buồn rầu tủi hổ cứ thế bỏ về, rồi lấy xe mô tô ra cao tốc phóng như chó đuổi. Căn bản là có Venom thì tai nạn cũng có chết được đâu mà. Biết Eddie buồn nên Venom trổ tài nấu nướng, với hy vọng sẽ nấu được món ăn ngon an ủi Eddie. Nhưng nhìn thế này có ai mà dám ăn cơ chứ. Đúng lúc này Eddie nhận được lá thư của kẻ tử tù, hắn mời anh đến thăm lần cuối trước khi tiêm thuốc độc, còn kể cho Eddie rằng hắn đã giết bà, rồi tự tay sát hại cả người mẹ ruột. Sau khi bị bố phát hiện nên mới phải giam trong trại tâm thần. Kể từ đó hắn gặp được tình yêu đích thực là cô da đen. Lập tức Eddie chẳng mảy may nghi ngờ cứ thế đến thăm hắn. Kết quả là đã rơi vào cái bẫy đòn tâm lý của tử tù này. Cletus liên tục sỉ nhục Eddie một cách thậm tệ, quả nhiên đã kích động được Venom lòi ra tấn công. Tên tử tù chỉ chờ có vậy cầm tay Eddie mà cắn lấy máu, bởi hắn biết trong máu Eddie có chứa symbiote ký sinh, và thật sự điều này đúng là một thảm họa. Eddie về nhà tức giận mắng chửi Venom không giữ được bình tĩnh. Venom cũng chẳng chịu thua, thò đầu ra bật lại, không ngừng lấy đầu húc thẳng vào mặt Eddie. Kết quả là hai con vợ tự tay bóp giái mình cho đau đến chết, cả căn nhà tan nát chẳng còn một cái thứ gì. Eddie cực kỳ cay giái nhưng không làm gì được. Vào nước cuối cùng anh đành ấn nút phát chuông. Âm thanh này khiến Venom phải thoát khỏi người Eddie tháo chạy, nhưng con vợ Venom không quên phá nát chiếc xe yêu quý của Eddie trả thù. Quả nhiên là một em Venom vui tính. Phía bên này Cletus cũng đã đến giờ xử tử, nhưng mọi người hoàn toàn không biết rằng hắn đã bị nhiễm Carnage. Đến khi nhân viên bơm thuốc độc vào máu Cletus, cũng là lúc quái vật Carnage thức tỉnh. Đây vốn là được coi là chủng loài ký sinh độc ác nhất trong các loài symbiote. Nó trỗi dậy mạnh mẽ bắt đầu hành trình thảm sát. Đặc trưng của Carnage là mang màu đỏ, giết hại bất cứ ai trên đường hắn đi, bất kể là cảnh sát hay là tù nhân, hay là có cầu xin tha thiết thế nào chăng nữa. Carnage thoát ra thực sự đúng là ngày tàn của nhân loại đến rồi. Trong khi này Eddie ở nhà vẫn mải mê thu dọn chưa hề hay biết. Còn Venom cũng rất buồn rầu vì thiếu cảm xúc của Eddie. Đúng lúc này Eddie xem thời sự đã biết sát nhân thoát, nếu Venom không quay về nhanh thì chắc chắn anh sẽ nguy hiểm. Trong khi này Venom vẫn còn đang chơi lễ hội bên ngoài, vì là Halloween nên ai cũng nghĩ anh chỉ là hóa trang chả sợ. Bên này Carnage cũng đã trộm một chiếc xe để đi cứu người yêu, xe nào vướng đường cứ thế mà ném bỏ. Phía Eddie cũng dựa vào bức vẽ tìm được đến bệnh viện tâm thần năm xưa, còn Carnage lúc này xông vào một cửa hàng, thọc tay vào máy tính liền truy cập được trung tâm dữ liệu mật, rất nhanh chóng tìm ra vị trí nơi nhốt người yêu Naomi. Việc đầu tiên hắn làm là giết một bà y tá, rồi việc tiếp theo mới là vươn ra những cái vòi bạch tuộc khổng lồ. Ông lấy lồng kính siết chặt giải cứu Naomi, phóng thẳng ra ngoài đưa cô lên xe ô tô bỏ trốn. Vì quá phấn khích nên hắn bắt đầu biến thành hình dạng nguyên bản. Sức mạnh vô đối hủy diệt hết những chiếc ô tô cảnh sát đuổi theo. Naomi bên cạnh không ngừng hét lên sung sướng. Quả nhiên là trời sinh một cặp độc ác như nhau. Bất ngờ một trực thăng lao tới xả đạn liên hồi. Carnage vội lấy một ô tô ra làm khiến chắn đạn, còn Naomi thì lấy hơi từ bướm đầu ngược lên trên, bộc phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa. Nhưng tần số cao cũng khiến Carnage phải trở lại hình dáng. Carnage cũng bắt đầu ghét con mụ Naomi từ đây. Sau đó hắn nhẹ nhàng hạ nốt chiếc trực thăng rồi cả hai rời khỏi. Ở cảnh khác, Venom cũng đã trở lại quán tạp hóa. Cũng bởi do thanh niên kia quá yếu không có cảm xúc tí nào, bên cảnh sát cũng bắt giam Eddie để điều tra. Bởi sau khi Eddie đến thăm thì tên kia mới bỏ trốn được. Eddie lúc này mới nhận ra chính mình là người gây họa khi để hắn cắn. Anh lập tức gọi bạn gái tới nhờ đi tìm Venom mau đến giúp anh. Bây giờ chỉ có Venom mới có thể xoay chuyển tình thế. Trùng hợp thay, bạn gái anh lại tìm tới đúng quán tạp hóa hàng xóm nhà Eddie. Rất nhanh chóng cô thuyết phục được Venom nhập vào người cô, rồi quay trở lại trại giam bế luôn cả Eddie thoát khỏi. Nhưng Venom muốn Eddie xin lỗi tha thiết thì mới chuyển sang. Kết quả là đến khi chuyển sang cơ thể Eddie, hắn còn không quên vả cho người yêu mới của bạn gái vài phát, rồi mới đi cứu thế giới. Phía bên này thanh tra đã tìm ra được Carnage, do không biết sự đáng sợ của hắn nên ông hồn nhiên xả đạn. Thì ra ông thanh tra này ngày xưa đã bắn mù mắt Naomi, nên Carnage bắt về trả thù cho vợ. Phía bên này Naomi cũng đã đến nhà người yêu cũ Eddie, bắt cóc luôn cô gái ép Eddie phải đến trao đổi. Sau đó chúng bắt cóc luôn cha xứ đến nhà thờ tổ chức hôn lễ, với hai vị khách mời bất đắc dĩ là viên thanh tra và cô gái tóc vàng. Đúng lúc hai tên này đang thực hiện lời hứa thì Venom xuất hiện. Carnage lập tức biến hình trở về nguyên trạng, khiến Venom sợ vãi đãi mà tụt vào trong, bởi phân cấp ký sinh mạnh nhất chính là màu đỏ. Nói cách khác thì Carnage có sức mạnh hơn Venom nhiều lần, khiến con vợ Venom trốn sâu trong ruột mãi lâu mới chịu lòi ra. Nhanh chóng cả hai bên lao vào chiến đấu. Carnage có khả năng bắn ra rất nhiều vũ khí, còn Venom chỉ là hai bàn tay trần. Nhưng anh chẳng mảy may sợ hãi, vẫn quyết tâm sống còn với hắn. Rất nhanh chóng đã bị Carnage ghim chặt vào tường. Đúng lúc này hai vợ chồng nhà kia xảy ra lục đục, bởi Carnage vốn dĩ rất ghét con vợ này. Nhân cơ hội anh thanh tra liền mau trốn kịp. Carnage nổi cơn thịnh nộ nhai luôn đầu cha xứ. Mà bên này Naomi cũng đã bắt kịp thanh tra khốn khổ, liền thò tay móc mắt trả thù chuyện năm xưa. Phía bên này Venom cũng đang nguy cấp, cũng vừa hay anh bạn đến đổ lửa vào Carnage cứu nguy. Tiếc rằng bình xăng hơi nhỏ nên anh ta mau chóng bị bắt lại. Đúng lúc này tiếng chuông nhà thờ lại đổ, tần số lớn khiến hai quái vật sợ hãi chuyển về bình thường. Tất nhiên một nhà báo làm sao có thể đấu lại một tên sát nhân cơ chứ. Rất nhanh chóng đã sắp bị tên này ép vào tình thế lâm nguy. Đúng lúc nguy cấp, Venom kịp thời trở lại cứu Eddie một bàn thua trông thấy. Không ngờ rằng thực sự Carnage quá mạnh, chỉ một đòn chốt hạ đã khiến Venom gục ngã mất rồi. Sát nhân cứ thế dùng búa đập gãy hết chân của Eddie một cách đau đớn, rồi hắn bắt luôn người yêu cũ của Eddie bay lên đỉnh tháp trong sự bất lực của Venom. Không ngờ rằng Carnage ghét con vợ Naomi nên xảy ra xung đột. Venom nhận ra chúng không phải cộng sinh như mình, mà bọn chúng xung đột ý thức không hề đồng nhất. Hiểu ra vấn đề, Eddie và Venom đồng dâm hiệp lực vùng lên mạnh mẽ, cầm thanh sắt nhọn trèo lên đỉnh tháp chuông nhà thờ. Đúng lúc Carnage định nhai đầu tóc vàng, Venom kịp thời nhảy xuống cứu con vợ lần nữa. Mặc dù bị xiết cổ và đâm thủng người nhưng Eddie vẫn nhịn đau từ từ thả tóc vàng xuống đất, khiến bản thân bị đánh tới trọng thương không còn chút sức lực nào. Cơ hội nào cho Venom nhà mình đây nhỉ? Rất thông minh, anh đánh bật Naomi bay đi. Chính điều này khiến con mụ tức giận mà phát ra âm thanh tần số chết, khiến cả tháp chuông nhà thờ sụp đổ rơi xuống đè nát cô ta. Venom may mắn được hai người giúp sức đỡ lại, còn tên Carnage thì đen đủi rơi mỗi đứa một nơi. Đang khi chúng định hợp nhau thì Venom cản lại, không có vật chủ khiến hắn bị Venom nhai sống như rau. Tên sát nhân Cletus lúc này vẫn còn mạnh miệng, kết quả là Venom nhai luôn cái đầu thơm ngon bổ dưỡng. Và cái kết như bao phim thì cảnh sát cũng tới sau khi đã xong chuyện. Bất ngờ thay, viên thanh tra bên trên lúc này đôi mắt sáng lên, báo hiệu phần sau lại thêm một đối thủ mới. Cuối phim Eddie và Venom ra đảo Cô Tô nghỉ dưỡng, bất chợt xem TV thấy Spider-Man khiến Venom nổi đoá lên. Chắc hẳn phần sau sẽ có phim hay để xem các